Xin chào các bạn. Ở video này chúng ta sẽ giải quyết đề số 11 của bộ đề ôn tập thi học kỳ 2 của khối lớp 7. Ở video này thì mình sẽ giải quyết 5 câu toán số trước ha. Bây giờ mình sẽ đi qua giải quyết câu số 1. Câu số 1A là một bài toán tính toán. Tính biểu thức A, ở đó A bằng trừ 0,2 mũ 2 nhân 50 cộng cho căn của 9 phần 16 chia 2 1 phần 2 trừ cho trị tuyệt đối của trừ 4 phần 3. Thì ở đây những số mà có chứa dấu căn, dấu mũ hoặc là những số mà không phải là phân số thì mình sẽ tính toán trước ha. Ở đây trừ 0,2 mũ 2 thì mũ 2 thì sẽ mất dấu trừ, thì ở đây ra là 0,04, hoặc là bạn nào đổi về phân số nó chính là 1/25 nhân 50 cộng cho căn của 9/16 chính là 3/4. Hỗn số 2, 1/2 đổi về phân số là 5/2. Xin lỗi, đây không có dấu căn ha. Đây là 3/4 chia cho 5/2 trừ cho trị trong các dấu trong trị tuyệt đối thì sẽ bị mất. Vậy đây sẽ ra là 4/3. Rồi bây giờ mình tính toán nhân chia và cộng trừ, nhân chia trước cộng trừ sau. 1/25 nhân 50 sẽ ra bằng 2. 3/4 chia cho 5/2 mình sẽ ra được là 3/10 và trừ 4/3. Ở đây sau khi tính toán và rút gọn mình sẽ ra được phân số là 29/30 ha. Như vậy là xong câu A. Câu B, thu gọn đơn thức m bằng trừ 3/5 x y bình nhân cho 20/27 x mũ 3 y và cho biết hệ số phần biến bậc của đơn thức m. Thì trước khi biết hệ số phần biến và bậc thì mình phải thu gọn ha. Để thu gọn đơn thức thì mình sẽ lấy số nhân số và biến nhân biến. Ở đây lấy số trừ 3/5 nhân cho 20/27. Biến thì mình sẽ đặt những biến giống nhau lại gần để mình tính toán. Thì đây là x mũ 3 nhân cho y mũ 2 nhân y. Tính toán rút gọn mình sẽ ra được là trừ 4/9 nhân cho x mũ 4 y mũ 3. Như vậy, bây giờ mình sẽ xác định hệ số phần biến và bậc. Hệ số thì sẽ là cái con số đứng phía trước của cái đơn thức ha. Một đơn thức thì chỉ có một hệ số thôi. Hệ số của nó là 4/9. Và lấy luôn dấu ha. Hệ số của nó là trừ 4/9. Phần biến sẽ là phần còn lại chứa các biến. Đó là x mũ 4 và y mũ 3. Bậc thì sẽ là bậc của từng biến cộng lại là 4 cộng 3 bằng 7 ha. Như vậy là xong câu 1. Sang câu số 2 sẽ là những bài toán liên quan tới tính trước dãy tỉ số bằng nhau. Câu A, ta có dãy tỉ số x phần 5 bằng y phần 2 bằng z phần 3 và người ta cho biểu thức là x cộng 2y trừ z bằng 72. Vậy đây mình sẽ áp dụng bất đẳng thức, áp dụng tính trước dãy tỉ số bằng nhau. Áp dụng tính trước dãy tỉ số bằng nhau thì mình phải ghi lại cái tỉ số trước ha. X phần 5 bằng y phần 2 bằng z phần 3 và mình sẽ biến đổi sao cho phía trên tử nó sẽ giống với lại cái biểu thức đề cho là x cộng 2y trừ z. Thì dưới mẫu cũng sẽ tương ứng là 5 cộng cho 2 nhân 2 trừ 3. Mình sẽ ra được là x cộng 2y trừ z thì là 72, thế 72 vào. Dưới mẫu mình sẽ tính toán ra được là 6. Rồi, rút gọn sẽ ra 12. Từ đây mình sẽ tìm được x, y và z. X sẽ bằng 12 nhân 5 là 60. Y bằng 12 nhân cho mẫu là 2 là 24. Và z là 12 nhân 3 là bằng 36. Sang câu B sẽ là một bài toán khó hơn một chút về tính chất các dãy tỉ số bằng nhau. Ở đây mình có dãy tỉ số là x phần y phần z bằng z phần x và có x mũ 2022 trừ y mũ 2023 bằng 0. Thì
Tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì chỉ có cộng trừ và nhân cả tử và mẫu trong một số thôi, chứ không có số mũ lên. Như vậy mình sẽ tính như thế nào? Thì mình để ý là nếu mà lấy tử của ba phân số này nhân lại là x nhân y nhân z, và mẫu của ba phân số này nhân lại là y nhân z nhân x, thì mình sẽ rút gọn được là bằng 1. Tuy nhiên để nhân như vậy thì mình không có được sử dụng tính chất dãy tỉ số ha. X phần y thì không thể nào mà bằng x nhân y nhân z phần y nhân z nhân x được. À, cho nên là mình không có được sử dụng cái này. Vậy bây giờ mình sẽ thế ha. X phần y nhân cho y phần z nhân cho z phần x. Thì mình có thể là thế y phần z và z phần x bằng x phần y, do là ba phân số này bằng nhau ha. Vậy đó là x phần y nhân x phần y nhân x phần y, và đó chính là x phần y mũ 3. Tương tự như vậy nó cũng sẽ bằng luôn là y phần z mũ 3 và bằng z phần x mũ 3. Thì ở đây mình có x nhân y nhân z phần y nhân z nhân x thì mình sẽ rút gọn được hết. Vậy ở đây sẽ ra bằng 1 thôi. Thì suy ra được là x phần y tất cả mũ 3 bằng y phần z tất cả mũ 3 bằng z phần x tất cả mũ 3 và bằng 1. Thì mình sẽ suy ra được là x sẽ phải bằng y, và y bằng z, và z bằng x, thì ba số này sẽ phải bằng nhau. Từ đây mình sẽ thế vào cái biểu thức của đề bài cho. Ta có x mũ 2022 trừ y mũ 2023 bằng 0. Mà x thì bằng y, vậy mình có thể thế y bằng x ra. Mình sẽ ra được là x mũ 2022 trừ cho x mũ 2023 là bằng 0. Vậy bây giờ mình sẽ đặt x mũ 2022 ra ngoài làm thử số chung, trong ngoặc còn là 1 trừ x. Một phép nhân bằng 0 khi và chỉ khi là một trong hai số này bằng 0. Vậy ta sẽ suy ra được là x bằng 0 hoặc là 1 trừ x bằng 0. 1 trừ x bằng 0 thì có nghĩa là x bằng 1. Mà ta có x bằng y bằng z, vậy từ đây, từ 1 và 2 này ta sẽ suy ra được là x bằng y bằng z bằng 0, hoặc là x bằng y bằng z bằng 1. Vậy ta đã giải quyết xong hai bài toán liên quan tới tính chất dãy tỉ số bằng nhau ha. Sang bài số 3. Bạn Tâm thích sưu tập các đồng xu cũ. Bạn ấy có 4 hộp chứa các đồng xu gồm hộp A chứa x đồng xu, hộp B chứa số đồng xu gấp đôi số đồng xu hộp A, hộp C chứa số đồng xu bằng bình phương số đồng xu hộp A, và hộp D chứa số đồng xu ít hơn 1 đồng xu trong hộp A. Câu A, hãy viết biểu thức đại số biểu thị tổng số đồng xu chứa trong cả 4 hộp theo x. Ở đây thì mình chưa biết số đồng xu của từng hộp. Tuy nhiên mình đã biết hộp A là chứa x đồng xu. Và câu A thì người ta chỉ yêu cầu là viết biểu thức đại số biểu thị tổng số đồng xu theo cả 4 hộp theo x. Vậy bây giờ mình sẽ tính đồng xu của từng hộp theo x trước ha. Thì hộp B là số đồng xu gấp đôi hộp A, có nghĩa là hộp B sẽ chứa 2 lần x là 2x đồng xu. Hộp C thì chứa số đồng xu bằng bình phương số đồng xu hộp A, vậy có nghĩa đó chính là x bình phương. Và hộp D thì chứa số đồng xu ít hơn 1 đồng xu trong hộp A, có nghĩa là sẽ lấy x trừ đi 1 đồng xu. Như vậy câu A mình đã thực hiện được câu A bằng cách lấy các đồng xu của từng hộp mình cộng lại ha. Vậy tổng số đồng xu chứa trong cả 4 hộp là
cộng hợp C là x bình phương và cộng hợp D là x trừ 1. Ở đây mình tính toán rút gọn, mình sẽ ra được biểu thức là x mũ 2 cộng 4x trừ 1. Và đây là chính là biểu thức biểu thị số đồng xu, tổng số đồng xu của cả bốn hợp theo x ha. Sang câu B, giả sử mỗi đồng xu có giá tiền là 30.000 đồng và hộp D chứa một đồng xu, em phải tính giá tiền tổng cộng của tất cả các đồng xu. Thì như vậy mình phải biết là số tổng số đồng xu là bao, cụ thể là bao nhiêu đúng không? Thì ở đây người ta nói là hộp D chỉ chứa một đồng xu thôi, mà hộp D của mình đã đặt nó là x trừ 1. Vậy ta có trừ 1 sẽ phải bằng 1. Như vậy mình sẽ tìm ra được x bằng 2. Có x bằng 2 rồi mình sẽ tìm được cụ thể tổng số đồng xu chứa trong cả bốn hộp bằng cách thế x bằng 2 vào cái biểu thức mình vừa tìm được ở câu A ha. Vậy tổng số đồng xu chứa trong cả bốn hộp nó chính là 2 mũ 2 cộng 4 nhân 2 trừ 1 bằng 11 đồng xu. Có số đồng xu rồi mình sẽ tính được giá tiền tổng cộng tất cả các đồng xu bằng cách lấy số đồng xu nhân với giá tiền của một đồng xu là 30.000 đồng. Ha, ta sẽ ra được giá tiền tổng cộng. Tất cả các đồng xu trong bốn hộp. Đó chính là 11 nhân cho 30.000 bằng 330.000 đồng. Như vậy ta đã xong bài số 3 ha. Câu số 4, học sinh các lớp 7A, 7B, 7C cùng đào một khối lượng đất như nhau. Lớp 7A thì làm xong công việc trong 2 giờ, lớp 7B làm xong công việc trong 2,5 giờ và lớp 7C làm xong công việc trong 3 giờ. Hãy tính số học sinh mỗi lớp tham gia, biết rằng số học sinh lớp 7A tham gia nhiều hơn lớp 7C là 10 em. Và năng suất của mỗi học sinh là như nhau, có nghĩa là năng suất của mỗi học sinh là như nhau, hay là cái công việc làm của từng bạn là bằng nhau ha, chứ không có bạn này làm nhiều hơn, bạn kia làm ít hơn. Vậy bây giờ mình sẽ gọi ABC lần lượt là số học sinh mỗi lớp tham gia. Và cụ thể là mình ghi luôn lớp nào ha, là số học sinh tham gia của lớp 7A, 7B, 7C. Trong đó ABC phải thuộc vào tập hợp số nguyên, A là số tự nhiên khác không ha. Do đó là số người mà. Rồi. Thì nếu mà số học sinh nó càng nhiều thì cái thời lượng công việc của mình sẽ làm ít, càng ít đi. Và ngược lại số học sinh càng ít thì cái thời gian làm nó sẽ tăng lên, bởi vì năng suất của các em là như nhau mà. Mình không có so sánh là số học sinh ít nhưng mà cái năng suất cao hơn, thì không có cái vụ đó. Như vậy thì ở đây bài toán này chính là bài toán tỷ lệ nghịch, và ta có vì số học sinh tham gia tỷ lệ nghịch với thời gian. Tỷ lệ nghịch với thời gian làm việc ha. Nên theo đề ta có tỷ lệ nghịch thì mình sẽ thực hiện phép phép nhân lấy thời gian của lớp 7, thời gian làm việc của lớp 7A nhân số học sinh lớp 7A bằng với thời gian làm việc của lớp 7B nhân số học sinh lớp 7B.
và thời gian làm việc của lớp 7C nhân với số học sinh lớp 7C, ta sẽ có là 2 nhân A bằng 2,5 nhân B bằng 3 nhân C. Rồi bây giờ ta sẽ chia cho 3 cái vế này cho 30. Bằng 3C chia 30. Và mình rút gọn mình sẽ ra được một dãy tỉ số bằng nhau, đó là A phần 15 bằng B phần 12 và bằng C phần 10. Từ đây mình áp dụng tính trước dãy tỉ số bằng nhau ha. Mình ghi là cái dãy đó, A phần 15 bằng B phần 12 bằng C phần 10. Và đề cho là số học sinh 7A tham gia nhiều hơn số học sinh của 7C là 10 em, có nghĩa là mình sẽ có A trừ C bằng 10. Vậy đây mình sẽ biến đổi cho giống cái biểu thức của đề ha. A trừ C phần tương ứng là 15 trừ 10. A trừ C là bằng 10, mẫu tính toán là bằng 5. Vậy đây kết quả là bằng 2. Từ đây mình sẽ tìm được ABC. A bằng 15 nhân 2 bằng 30. B bằng 12 nhân 2 là 24. Và C là 10 nhân 2 là 20. Như vậy ta đã có số học sinh tham gia của từng lớp ha, mình kết luận. Vậy số học sinh tham gia của lớp 7A là 30 học sinh, 7B là 24 học sinh và 7C là 20 học sinh. Như vậy mình đã xong bài số 4. Xem bài số 5. Theo thống kê sơ bộ của các bệnh viện, trong tổng số bệnh nhân mắc bệnh về đốt sống cổ, số người trong độ tuổi từ 10 đến 20 tuổi chiếm 15%. Người mắc bệnh có tuổi nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi và tỷ lệ phát bệnh trong lứa tuổi thanh thiếu niên ngày một cao. Nguyên nhân chủ yếu là vẫn là ngồi học trong thời gian dài, tư thế ngồi không đúng, nhất là phải mang ba lô quá nặng. Theo một nghiên cứu, học sinh tiểu học và trung học cơ sở nên mang cặp sách có trọng lượng không được vượt quá 10% trọng lượng cơ thể học sinh. Bạn Hải học lớp 7A cân nặng 52kg. Hàng ngày bạn đi học mang một ba lô nặng 4kg. Hôm nay bạn cần mang thêm một số quyển tập mới thì mỗi quyển tập sẽ nặng 270g để quyên tặng học sinh vùng khó khăn. Hỏi bạn Hải có thể mang nhiều nhất bao nhiêu quyển tập để trọng lượng ba lô phù hợp với lời khuyên trên. Thì đây là cái lời khuyên rất là dài và nhiều số liệu, tuy nhiên mình phải lọc ra từ cái câu hỏi phía dưới. Thì câu hỏi là để trọng lượng ba lô phù hợp với lời khuyên, có nghĩa là mình sẽ quan tâm vào câu cuối cùng, đó là ba lô nên có trọng lượng không được vượt quá 10%, có nghĩa là tối đa là 10% trọng lượng cơ thể. Thì vậy mình sẽ dựa vào đó mình làm ha. Đầu tiên là mình phải tính toán coi khối lượng ba lô mà bạn Hải có khối lượng ba lô tối đa mà bạn Hải có thể mang. Vậy khối lượng ba lô mà tối đa mà bạn Hải có thể mang ha. 10% trọng lượng cơ thể thì là 10%, nhưng trọng lượng cơ thể của bạn Hải là 52. Mình sẽ ra được là 5,2kg. Rồi tiếp theo là mình phải đổi 270g này về chung với đơn vị là 270g sẽ là 0,27kg. Vậy thì tối đa thì bạn Hải chỉ có thể mang 5,2kg thôi. Nhưng mà hàng ngày bạn đã mang một cái ba lô nặng 4kg để đi học rồi. Vậy số lượng ba lô dư còn lại là lấy 5,2 trừ đi 4. Và với cái khối lượng đó thì mình có thể mang tối đa bao nhiêu quyển tập? Thì mình phải chia cho khối lượng của từng quyển tập.
Như vậy mình sẽ tính được là số quyển tập Hải có thể đem theo là số quyển tập mà Hải có thể đem theo. Sẽ lấy khối lượng tối đa trừ đi khối lượng mà bạn Hải đã mang hàng ngày, chia cho khối lượng của từng quyển tập. Mình sẽ ra một con số. Không, con số này nó không được tròn ha. Nó sẽ ra là tầm 4,444. Thì ở đây quyển tập là một con số tự nhiên, vậy đây mình phải làm tròn ha. Và lưu ý là không được làm tròn lên, chỉ có thể làm tròn xuống thôi. Vậy đây mình sẽ sắp xỉ bằng 4 quyển tập. Vậy bạn Hải có thể mang nhiều nhất là 4 quyển tập mới ha. Rồi, như vậy ta đã xong phần đại số của đề này. Và các em nhớ theo dõi video tiếp theo để mình cùng luyện tập bài còn lại của đề 11, đó chính là bài hình học.